VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xin chào các bạn. Các bạn thân mến, nếu như nhà các bạn đang có một bộ karaoke cũ nên là chất âm không còn tốt nữa, thì có lẽ là các bạn đang muốn đầu tư để thay thế cho mình một bộ karaoke mới. Nhưng để có được một dàn karaoke chất lượng thì các bạn sẽ bỏ ra một số tiền không nhỏ, có thể là chục củ trở lên. Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để các bạn có thể bỏ ra một số tiền nhỏ tiết kiệm mà lại có được cho mình một cái bộ karaoke tốt chất lượng và cho được cái chất âm hay? Thì bây giờ các bạn không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Giải pháp đó chính là mixer kỹ thuật số Bosa X7, bí quyết nâng tầm cao mới cho dàn karaoke. Về thiết kế, mixer karaoke cao cấp Bosa X7 có kiểu dáng nhỏ gọn, thiết kế tinh giản và bắt mắt. Vỏ kim loại với màu xanh bắt mắt giúp phòng khách hay quán karaoke thêm sang trọng và tinh tế. Mặt trước là màn hình hiển thị LED, các nút điều khiển trực quan. Mixer Bosa X7 trang bị 3 đầu mic, các nút điều chỉnh tròn, thiết kế tinh tế và thuận tiện. Mặt sau của mixer Bosa X7 có các cổng kết nối đa dạng. Mixer Bosa X7 là dòng mixer công nghệ mới với khả năng xử lý âm thanh tự động với nhiều tính năng độc lập khác nhau. Tái tạo và xử lý giọng ca nhạy bén giúp người hát karaoke có được giọng ca vừa chân thật vừa sắc nét. Đồng thời có khả năng tạo âm vang echo chất lượng cao, tạo nhạc nền sinh động giúp bạn hát karaoke như ca sĩ chuyên nghiệp. Mixer Bosa X7 được trang bị khả năng tự động cắt tần số 6 thông minh, giải quyết hoàn toàn tình trạng hú rè của micro, hỗ trợ 15 đoạn cân bằng tham số microphone, chức năng kiểm soát microphone. Mixer Bosa X7 có khả năng kết nối và điều khiển thông qua máy tính nhờ phần mềm thông dụng. Thiết lập giao diện thông minh trên máy tính giúp người dùng có thể dễ dàng điều khiển dù không được trang bị nhiều về kiến thức âm thanh. Với mức giá ưu đãi chỉ còn 5.500.000 đồng, đây chắc chắn là một sự lựa chọn quá hời cho dàn karaoke gia đình bạn. Tại vì với giá cả phải chăng mà các bạn lại sở hữu một sản phẩm chất lượng, nâng cấp, đáng kể cho dàn karaoke. Nếu như các bạn yêu thích, đừng chần chừ e ngại, hãy đến với chúng tôi. Showroom của chúng tôi trải rộng trên khắp thành phố Hồ Chí Minh để các bạn có thể thỏa thích trải nghiệm miễn phí và sở hữu cho mình sản phẩm với giá ưu đãi nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.